Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày 23 tháng 7 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg ạ. Rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp, những cây quế lan hương, những cái dòng kiều dẹt, nói chung là những cái mặt hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất. Và những cái giò lan thuần cực kỳ là đẹp và rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Một cái dòng lan mà người ta coi đây là cái dòng lan đệ nhất hương ạ. Và cái hàng này sẽ là cái hàng mà em bán theo kg cô chú anh chị nhé. 1kg thì em bán với giá sẽ là 300.000. Cái hàng này cô chú anh chị lấy 1kg là về có một cái trụ lan. Cái giò lan cô chú anh chị thoải mái ghép, có những cái giò lan quế quá là thơm và đẹp luôn cô chú anh chị ạ. 300.000 cho 1kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị. Đây là cái dòng lan kiều cánh tua chứ cô chú anh chị. Kiều cánh tua rất là nhiều lá xanh và đẹp như này này. Và giá của hàng ngày hôm nay chỉ với giá có 130.000 cho 1kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan Mỹ Dung Dạ Hương. Dòng Mỹ Dung Dạ Hương này là một cái loại lan mà hoa thơm gần như là trắng gần như là quế mà rất là thơm đặc biệt vào buổi tối. Bán với giá là 180.000 cho 1kg. Em sẽ bán từ 0,3kg đây cô chú anh chị này, với 0,3 đây ạ. Đó, mỗi một lượng là 0,3 như thế này là cô chú anh chị có một cái giò Mỹ Dung rất là đẹp rồi đúng không ạ? Rơi vào 54.000 thôi cô chú anh chị này. Dạ, bên này thì em có 2 cái lô kiều vuông cánh trắng ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 kiều vuông cánh trắng đủ cô chú anh chị là một cái giò rất là đẹp luôn. Với giá em bán ở đây chỉ có 70.000 cho lô số 1 thôi. Lô số 2 ạ. Lô số 2 thân rất là to mập. Tuy nhiên nó sẽ ít lá hơn. Và cái lô số 2 này em bán với giá là 60.000. Và một cái phần hoàng thảo hoàng lạp rất là xinh đẹp luôn, cũng đủ cô chú anh chị là một giò. Em bán cái lô hoàng lạp này với giá sẽ là 45.000 cho lô hoàng lạp này cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì hôm nay thì em còn có duy nhất một cái phần tiểu hồ điệp rừng thôi cô chú anh chị này. Một cái phần tiểu hồ điệp rừng này cô chú anh chị nhìn này, đa màu sắc luôn, cây khá là lớn và đẹp như này. Và một cái lô tiểu hồ điệp này em xin phép được bán nó với giá sẽ là 40.000 cho cả cái lô tiểu hồ điệp này. Hàng chỗ này chắc chắn là về cô chú anh chị làm được một cái lô, một cái chậu tiểu hồ điệp gọi là đủ đa màu sắc, xinh đẹp luôn, một cái dòng hàng rất là dễ thuần dễ chăm. Những cái bông hoa kết hợp với nhau tạo màu sắc rất là hài hòa tuyệt vời luôn ạ. Sau bên này thì em có 2 cái lô hàng đó là nhất điểm hồng. Cái dòng nhất điểm hoàng chứ, lô này em bán 20.000 và lô số 2 bán với giá 30.000 thôi. Đó, thì mỗi một lô giá rất là rẻ như vậy cô chú anh chị về có thể ghép sưu tầm. Và sang bên này đây thì em cũng có 3 cái lô hoàng thảo vảy rồng này, 3 lô vảy rồng. Lô này gọi là lô số 1 này em bán với giá là 50.000. Lô số 2 với giá là 30.000 và lô số 3 nguyên một dề luôn cô chú anh chị. Nguyên một dề vảy rồng luôn như vậy. Và cái dề vảy rồng này em xin phép cũng được bán với giá sẽ là 50.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Bên này thì em còn có 2 lô quế tím duy nhất này, một cái lô cực nhiều như vậy, mười mấy cây cô chú anh chị ạ, mười mấy cây. Và cả một lô như thế này em bán với giá có 45.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị nhìn xem ạ. Với những phần của đây là mặt bông của dòng quế tím này. Đó, vài nhánh quế tím thôi mà đã cho mình cái giò lan quế tím rất là đẹp như thế này rồi. Thì một phần quế tím như thế này thì cô chú anh chị về có thể làm một cái trụ cực kỳ là xinh đẹp luôn. Chắc chắn là cây nó chưa thể ba, nó không lớn ngay như những cây này, nhưng mà cô chú anh chị về chăm sóc thì chắc chắn là nó sẽ được một cái giò quế rất là đẹp. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Một cái lô mà mầm lên chi chít như này, xanh mướt luôn, đẹp như vậy, với giá em bán là 50.000 cho một lô. Là mặt hoa của hoàng thảo nghệ tâm đây ạ.
Cây thì nhìn bé nhỏ thôi nhưng khi sổ hoa thì bông hoa rất là to luôn. Và ở đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái dòng hàng lan thuần phải nói là cực kỳ là rẻ luôn. Đầu tiên sẽ là cái dòng giả hạc pháp này cô chú anh chị này. Mỗi một cái chậu giả hạc pháp như vậy là rơi vào chục thân. Cái dòng này thì hoa đỏ, tím hồng rất là, tím đỏ rất là nổi bật như này này. Và một cái chậu giả hạc pháp như vậy với giá chỉ 100.000 cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan hoa nở Tết và sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Sang bên này đây thì em có những cái chậu giả hạc Hawaii rơi vào 5-6 thân trong một giò, đẹp như thế này. Hôm nay thì em xin phép được bán với giá chỉ có 100.000 trong một cái giò thôi. Đó, 100.000 một giò cô chú anh chị nhé. 100.000 trong một cái giò giả hạc Hawaii rất là đẹp như thế này. Giá rẻ sập sàn luôn nhé cô chú anh chị. Sang bên này đây thì em có những cái chậu trầm trắng ạ. Trầm trắng cho ai yêu mến cái mặt bông hoa trầm trắng và rất là thơm ở đây ạ. Trầm trắng, một cái dòng lan mà bông hoa trắng không tì vết và hương thơm thì quá là tuyệt vời. Một cái chậu trầm trắng cũng rơi vào 5-6 thân trở lên như này. Em bán hàng này chuẩn mặt bông cây giống nhé cô chú anh chị. Với giá chỉ có 120.000 cho một chậu trầm trắng thôi. Trước đây em nhớ trước đây là một cái thân trầm trắng cũng rất là đắt đỏ. Hiện tại cả một cái giò rơi 5-6 thân có 120.000 cho một cái mặt bông trầm trắng mà hoa ngắm đẹp mê luôn cô chú anh chị. Và sang bên này đây ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan giả hạc chấp Mỹ. Dòng giả hạc chấp Mỹ này thì bông hoa cánh, bông hoa rất là to và cánh tím chớp rất là đẹp ạ. Bông hoa to tím chớp rất là đẹp mà đặc biệt là cực sai bông. Hoa sẽ sai bông từ gốc đến ngọn luôn cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu giả hạc chấp Mỹ như vậy này, chậu rơi vào 2 thân. Đó, chiều cao nó phải từ 50cm trở lên hết rồi ạ. Nếu như là chậu 2 thân, còn nếu mà chậu 3 thân thì nó sẽ có phần ngắn hơn một chút. Và một cái chậu giả hạc chấp Mỹ như vậy em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Đó, và dòng này thì hoa sẽ nở rất là chuẩn Tết luôn cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn có một cái tác phẩm đẹp thì cô chú anh chị lấy giúp em hai chậu như thế này. Đó, rơi vào 240.000 220.000 thôi ạ. 220.000 thôi là cô chú anh chị mình có một cái tác phẩm chớp Mỹ rất là tuyệt vời để mà thưởng thức hoa Tết rồi cô chú anh chị này. Đó, 220.000. Trước đây mỗi một thân chớp Mỹ vài 300.000 ạ. Và đặc biệt ạ, sang bên này đây là một cái loại lan phải nói là cực kỳ là xuất sắc. Cái dòng lan trầm than củi hay người ta còn gọi là trầm cổ cô chú anh chị. Trầm than củi hay còn gọi là trầm cổ. Sở dĩ nó có tên là trầm cổ bởi vì đây là một cái mặt bông mà đã được giữ giống rất là lâu rồi. Một mặt bông mà có bông hoa phải nói là vô cùng là đẹp. Dạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái mặt bông của dòng lan trầm cổ đây, tím lịm. À, lá cánh hoa sáp bóng và tím đỏ rất là tuyệt vời như này. Cô chú anh chị mà chăm đạt nó thì có thể mỗi một thân có thể dài đến cả 2m cô chú anh chị nhé. Thân sẽ to như cái ngón chân cái luôn. Và hiện tại thì em có những giò như này là sẽ rơi vào khoảng tầm 5-6 thân, 6 thân trở lên cho một giò. Đẹp xuất sắc luôn như thế này. Và giá em bán chỉ có 120.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. 120.000 cho một chậu thôi. Hàng cây rất là khỏe và đang đi ngọn tuyệt vời như vậy cô chú anh chị nhé. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này. Đó, một cái chậu cũng rất là tuyệt vời. Chi chít thân luôn. Em bán với giá chỉ có 110.000 cho một giò thôi. Đó, thực sự là bán, giá bán như vừa bán vừa biếu luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga đỏ. Hàng em chuẩn mặt bông là thiên nga đỏ, chậu trồng ổn định trong cái chậu nhựa bằng giá thể là dớn và vỏ thông. Và đây là những cái cây mà đã năm thứ tư, thứ năm hết rồi. Và những năm trước nó đã cho hoa nên cô chú anh chị yên tâm là không có lý do gì mà năm tới cô chú anh chị không được thưởng thức hoa nhé. Em bán một cái giò như vậy với giá chỉ có 110.000 ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái bảng long tu xuân cô chú anh chị này. Cái bảng long tu xuân mỗi một bảng khoảng tầm cả chục thân cho một giò. Hứa hẹn cô chú anh chị sẽ có một cái giò hoa gọi là chơi hoa xuân đẹp tuyệt vời luôn ạ. Em bán với giá chỉ có 140.000 cho một bảng này thôi. Đó. Nhiều cô chú anh chị cứ hỏi rằng là bây giờ mua hàng long tu xuân. Đấy, thực ra thì bây giờ cô chú anh chị mà mua hàng long tu xuân về ghép thì em nghĩ rằng là sẽ khá là khó sống. Và mà thậm chí nó còn đắt hơn cả cái hàng mà hiện tại em đang bán hàng thuần ở đây. Bởi vì là long tu xuân hàng cân là hơn 200.000 một kg. Đấy, một bảng hơn chục thân như thế này mà giá chỉ có 140.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây cũng là những cái siêu phẩm ạ. Đó là những cái giò đen đỗ úc mắt đen cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Một cái giò đen đỗ úc mắt đen siêu to khổng lồ. Một cái giò như vậy hơn chục thân. Mỗi một thân thì dài tầm hơn 50cm và đã đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Hứa hẹn là mùa hoa, hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa Tết tuyệt vời ạ. Một cái giò long tu, một cái giò
đen đỗ mắt đen như vậy, em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị sẽ là 230.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Và bên này đây cũng là cái dòng long đen rô, và đen đây là cái dòng đen rô vàng kim cương của chú anh chị nhé. Mà giá trên thị trường trước đây người ta bán một thân vài trăm nghìn ạ. Đẹp, thân nào thân đấy to như ngón chân cái luôn cô chú anh chị. Một giò của em nó sẽ rơi vào 3 thân hoặc là 4 thân. Đó, 3 thân hoặc 4 thân. Đấy, cô chú anh chị muốn lấy chậu 3 thân thì nó sẽ thân nó sẽ cao hơn cô chú anh chị ạ. Và chậu mà có 4 thân thì nó sẽ có phần thấp hơn. Tuy nhiên thì cô chú anh chị lấy 3 thân hay 4 thân thì báo em sẽ chọn đúng hàng cho cô chú anh chị. Và một cái giò đen rô vàng kim cương đẹp như thế này ạ. Đẹp như thế này. Em bán với giá chỉ có 190.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và hàng thì hoàn toàn là ươm ki nên là sẽ là chuẩn mặt bông cây giống ạ. Đây cô chú anh chị cùng em nhìn cái mặt bông của dòng lan vàng kim cương và xem cái giá thị trường người ta đang bán một cái chậu đen đô vàng kim cương giá như nào. Mặt bông của đen đô vàng kim cương cô chú anh chị nhé. Đây là một cái mặt bông mà cực kỳ là hiếm ạ. Rất là hiếm và đắt đỏ. Trước đây một thân vài trăm nghìn. Đó. Và đây là cái giá thị trường mà ngay đầu năm vừa rồi người ta đang bán đây. Với chậu vừa có vài thân như thế này người ta bán đến 350.000 cô chú anh chị. Đó. Thì hiện tại một cái giò của em bao chuẩn mặt bông như vậy cô chú anh chị nhé. Bảo hành mặt bông. Chậu rơi vào 3-4 thân trở lên. Đó, to mập như ngón chân cái. Một thân to mập như ngón chân cái ạ. Rất là đẹp như này. Em bán có 190.000 cho một giò thôi nhé. Và bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây là những cái chậu cắt lay A dòng cắt mini. Mà nó cho mình hoa quanh năm, nói là cắt mini nhưng mà bông hoa của nó cũng rất là lớn ạ. Và một cái chậu cắt như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ đẹp tuyệt vời cô chú anh chị này. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái mặt bông lan vũ nữ Socola Baby. Khi mà nó nở hoa cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, những cái mặt vũ nữ Socola Baby rất là đẹp. Mà cực kỳ là thơm nhá, thơm nức luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu lan vũ nữ Socola Baby đang nở như này, rất là bền hoa, hoa cực kỳ là thơm tuyệt vời. Đây đang có vài bông nở thôi cô chú anh chị ạ. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho cô chú anh chị nào muốn sở hữu đẹp. Hoa đẹp như là một bức tranh luôn. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ, dòng lan vũ nữ mèo cam. Dòng vũ nữ mèo cam đấy ạ. Một cái chậu vũ nữ mèo cam hiện tại đang nở hoa như thế này. Em xin phép được bán với giá sẽ là 180.000 cô chú anh chị nhé. Và bên này đây, bên này đây sẽ là những cái chậu là những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh. Cái dòng này thì hoa khi mà nở thì phải nói đẹp mê mẩn luôn. Những cái bông hoa của nó vươn dài cả mét mà bông hoa cực to, thoải mái cô chú anh chị uốn tạo dáng luôn ạ. Với chậu vũ nữ hoàng hậu xanh to bự như này em bán là 140.000. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ này, hàng cũng đang rất là nhiều nụ. Nói chung là mỗi một cái loại lan nó có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Đây ạ, chậu chi chít là nụ như này. Em cũng bán là 180.000. Dòng vũ nữ thì nó cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ, cực bền hoa nữa. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ vô cùng là đẹp này cô chú anh chị. Nói chung là cái dòng chợ đây là cái mặt hoa của trầm rồng đỏ, hoa của nó như là bông hoa cánh bầu tròn như là trầm rừng. Nhưng mà bông hoa sẽ to hơn rất là nhiều so với trầm rừng, mà thơm thì không khác gì trầm rừng cả nhé cô chú anh chị. Đó, nên là những người chơi lan ạ rất là yêu mến cái mặt bông trầm rồng đỏ này. Và đây là cái mặt bông đã có rất là lâu rồi. Những ai chơi lan thì em thấy gần như là những ngày Tết đến xuân về thì đều muốn sở hữu cho mình những cái chậu trầm rồng đỏ để mà thưởng thức hoa Tết ạ. Ở đây thì em đã có những chậu trầm rồng đỏ và em chia theo hình để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một này. Đầu tiên sẽ là chậu trầm rồng đỏ, hình này em gọi là cái hình 57 cô chú anh chị nhé. Cái chậu trầm rồng đỏ cực kỳ là đẹp như thế này. Em xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Đó, những cái chậu như này chắc là trước đây phải rơi tiền triệu cô chú anh chị ạ. Thân mập nú, rất là nhiều thân, đẹp như này có 120.000 cô chú anh chị. Quá là tuyệt vời luôn, một cái mặt bông quá là đẹp so với cái giá tiền mà rẻ như thế này cô chú anh chị lấy được một cái giò trầm rồng đỏ 120.000 được một chậu này quá là rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo ạ, là cái hình số 58, cái chậu này em bán với giá cũng là 120.000 đó. Cô chú anh chị cứ nhìn ngắm và chọn lựa chậu nào cô chú anh chị thấy mãn nhãn thì cô chú anh chị đặt nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 59 này. Cái chậu này em bán với giá chỉ 110.000 thôi. Đó, 110.000 cho một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy. So với chậu 120.000 thì chắc là nó cũng gần ngang ngửa nhau hoặc kém một chút xíu. Sang hình tiếp theo là hình 60 cô chú anh chị.
Hình 60 thì có hai cái thân cực kỳ là VIP khủng luôn, và có khá là nhiều những cái thân nhỏ bên dưới, đẹp mê ly luôn cô chú anh chị. Giờ này em bán với giá 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 61 ạ. Hình 61 này em cũng bán với giá là 110.000 đây cô chú anh chị này, 62. Hình số 62 đây cũng là một cái chậu mà vô cùng là đẹp. Đó. Một cái chậu vô cùng đẹp, hai cái thân siêu to khổng lồ, rất là mập luôn. Và khá là nhiều cái thân nhỏ hơn bên dưới. Cái chậu này em bán với giá là 130.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 63. Chậu 63 này em bán với giá là 110.000 này. Đó, một cái giò lan sum xuê nhiều thân đẹp như này có 110.000 chậu trầm rồng đỏ. Và hình tiếp theo 64 ạ. Chậu 64 này em bán với giá là cũng là 110.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và bên này sẽ là một cái mặt bông hàng lan va, năm cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhé. Hàng bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị nói rằng là cái dòng hiển oanh nó khó cho hoa, nhưng mà đây là cái chậu hiển oanh mà em trồng và không hề có kích cô chú anh chị nhé, mà cho mình những bông hoa đẹp đó, tự nhiên và bông hoa to bầu bĩnh đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đây là mặt bông hiển oanh ạ. Và em nghĩ rằng là cô chú anh chị chắc chắn không phủ nhận cái vẻ đẹp của cái dòng lan va đúng không ạ, một cái chậu hiển oanh. Và ở đây thì em có một số hình hiển oanh này cô chú anh chị có thể sưu tầm, đó là hình 65, hình này em gọi là hình 65 này. Chậu này em có hai cái mầm gốc cao, một dàn kỳ này em bán 130.000 thôi ạ. Hình tiếp theo hàng em bao chuẩn mặt bông nhá cô chú anh chị nhá, cực rẻ và bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị. Và sang hình 66 là chậu này em bán là 100.000 thôi, 100.000. Và hình 67 cũng là hình này em bán 90.000 thôi. Đó, bán rẻ, rẻ hơn cả hàng thường luôn cô chú anh chị. Hình tiếp theo 68, cái giò này cũng đang có hoa nụ luôn này, em bán 100.000. Và hình tiếp theo 69, em bán cái giò này một cái mầm gốc cao gần 40 cm, một dàn kỳ rất đẹp, 110.000 ạ. Và sang bên này đây thì rất là nhiều những mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình khác, cô chú anh chị có thể chọn lựa cho mình này. Đầu tiên sẽ là những cây quế lan hương. Quế lan hương thì em có bán hàng bên kia, em bán hàng cân bên này là 300.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị thoải mái mua hàng cân, một cân được một ôm rất là nhiều luôn ạ. Hoặc cô chú anh chị mình muốn chọn những cây xếp đẹp thì ở đây cô chú anh chị nhé. Thì ở đây cô chú anh chị có thể chọn những cây xếp đẹp. Đây là nguyên một rễ quế lan hương này cô chú anh chị, mà về cái chậu này lên chậu đảm bảo sang năm thôi ạ, là giá tiền triệu nhé cô chú anh chị, tiền triệu không rơi luôn. Đó, một cái giò này là hai bố mẹ với cả bốn con ạ, hai bố mẹ quế với cả bốn con. Đó, nguyên một rễ không bỏ lá chân luôn nhé cô chú anh chị. Nói chung là cũng có hơi lỗi lá một chút xíu này. Đấy, nhưng mà cái già nhìn chung là rất là đẹp, không cây mẹ cây con thế rất là đẹp luôn. Cái rể này em xin phép được bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhé, 280.000 cho cái rể quế lan hương này, là hàng lá xếp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 cũng là một cái cây quế mẹ con. Hiện tại là cây mẹ cũng đang có nụ và cây con cũng đang nụ và hàng xếp rụt. Đó, một mẹ hai con rất là đẹp như thế này cô chú anh chị, về lên lũa là 700-800.000 luôn cô chú anh chị nhé, chắc chắn là 700-800.000 luôn. Thì cái giò này em xin phép được bán nó với giá là 300.000 cho cái rể quế này ạ, một mẹ hai con. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 đây em cũng có một cái cặp quế xếp rụt này, một mẹ một con này, cây con đang nụ, cây mẹ thì đâu là bị chột nụ mất. Đó. Và cái bên này cũng là một cái cây quế mà bản lá nhựa, đấy, nụ to đùng bên kia, hai cái nụ to đùng nha, một nụ bị gãy mất do vận chuyển. Cái lá này thì gần đạt chắc là đạt khoảng tầm 4 cm cô chú anh chị nhé, chất lá rất là đẹp. Đó, một cái cặp đôi quế đẹp như thế này, một cặp đôi quế đẹp như thế này em xin phép được bán với giá là 300.000 nhá quý chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Cái hình quế này thì có 9 cây. Đó, có 9 cây quế xếp sinh, có những cây vẫn đang cho nụ ở đây nhỉ. Em bán cái hình này với giá chỉ 170.000 thôi. Đó, cô chú anh chị muốn lấy những cây VIP to đẹp, hoặc là cô chú anh chị muốn lấy những cây này để về mình chăm sóc dần lên thì cũng được nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Hình số 5 thì cái hình này có 10 cây, cũng gọi là khá là lớn, một lô rất nhiều như vậy. Hàng quế xếp nhá, 200.000 ạ, 10 cây. Và sang hình tiếp theo hình số 6. Số 6 thì phần quế này là cây khá là lớn và có 4 cây. Cây đang nụ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đẹp ạ. Đấy, nụ còn giữ khá là đẹp. 4 cây quế này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho hình quế này. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 7 này. Hình số 7 này là 4 ngọn quế xếp VIP thẳng tắp luôn. 4 ngọn một lô là 4 ngọn quế cực kỳ là đẹp cô chú anh chị nhé.
Lô này thì cô chú anh chị về làm một trụ quá tuyệt vời luôn. Ngọn quế toàn là những ngọn quế tuyển rất là đẹp luôn như này. Bốn ngọn đẹp cô chú anh chị ạ. Và cái hình này em xin phép được bán nó với giá là 320.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 8. Hình này thì có 9 ngọn quế. 9 ngọn quế ở hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho hình số 8 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9 ạ. Hình số 9 này là một cái phần, một cặp đôi gồm có hai cái ngọn quế, trong đó là một ngọn quế là một mẹ hai con này cô chú anh chị. Thế một mẹ hai con ở đây nhá. Và bên này thêm một cái ngọn nữa. Đấy, thêm một ngọn xếp nữa. Hai cái vòi nụ mà người ta giữ nụ rất là tốt luôn này. Hai cái vòi nụ giữ nụ rất là tốt. Bản lá này cũng chắc cũng đạt tầm 4 sen. Đó, chắc cũng đạt tầm 4 sen cái ngọn quế này này cô chú anh chị, mà không bỏ lá chân luôn ạ. Và cái cặp đôi quế lan hương này, cặp đôi quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 390.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cho hình số 9 này là 390.000. Đó, một cây là một mẹ hai con. Và một cây là cây rất là to, đang hai cần hoa cực đẹp, bản lá nhựa bóng và đang hai vòi hoa đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 thì hình số 10 này em có hai cái ngọn quế to ạ. Hai ngọn quế to này em xin phép được bán với giá sẽ là ba ngọn quế chứ. Cái hình này em bán 200.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 11 ạ. Hình số 11 cái lô quế này em bán với giá là 140.000. Và hình số 12 năm ngọn quế xếp sinh. Năm ngọn quế xếp sinh này em xin phép được bán với giá là 180.000 nhá. Và hình số 13, hình số này, hình này là có 5 ngọn quế cũng rất là đẹp luôn. Đó, đang nụ đẹp cô chú anh chị. 5 ngọn quế xếp cực xinh như này em bán hình này 200.000 ạ. Và không phải 200.000 mà 240.000 chứ. Hình này là 240.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Cái hình này có đến 9 ngọn quế luôn ạ. 9 ngọn quế mà là toàn là những ngọn xếp rất là đẹp luôn như này. Đó, 9 ngọn quế xếp đẹp. Em bán cái hình này với giá là 260.000. Tức là mỗi ngọn quế xinh như thế này mà chỉ có hơn 20.000 thôi cô chú anh chị ạ. Em thấy là bình thường cái giá trên thị trường những ngọn này người ta phải bán tầm 50.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 15. Hình này 7 ngọn. 7 ngọn quế em bán hình này 200.000 nhá. Hình số 16 cũng là 3 ngọn quế lớn ạ. 4 ngọn quế. Hình này 4 ngọn quế khá là to. Đặc biệt là cái ngọn này rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Và trong hình này thì em xin phép được bán với giá là 250.000 cho hình quế này. Và sang hình tiếp theo là hình số 17. 17 này là 6 ngọn quế. Đó, hình 17 này là một lô có 6 ngọn quế đang nụ. Có những ngọn hai nụ luôn, rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị này. Và hình quế này em bán với giá là 260.000 cô chú anh chị nhé. Chắc chắn cô chú anh chị có một cái giỏ quế rất là đẹp luôn cái hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18 ạ. 9 ngọn quế này. Với giá em bán là 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Hình số 19 này thì em có tất cả là 9 ngọn quế. 9 ngọn quế này em cũng bán là 120.000 thôi. Đó. Giá nào em cũng có luôn cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo là hình 20. Hình 20 này thì em có đến 11 ngọn quế luôn. Em xin phép bán 150.000. Và hình số 21 này có 8 ngọn quế khá là lớn. Hình này em xin phép được bán với giá là 150.000 ạ. Cho lô quế này. Sang bên này đây sẽ là những cây kiểu dẹt cô chú anh chị nhé. Cái hàng kiểu dẹt này thì nói chung là cái hàng vận chuyển về thì lá nó mỏng nên là vàng lá rất là nhanh cô chú anh chị ạ. Nhưng mà cô chú anh chị nhìn cho em là thân của nó rất là khỏe như này. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm cho em ạ. Đây là một cái giò kiều dẹt mà năm trước cái hàng gọi là hàng mà khi mà vận chuyển về ạ, không có một tí lá nào luôn đây này. Và sau em trồng một năm thì hiện tại là cây đang lên rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Sau khi trồng một năm thôi. Đó, hiện tại này ngay cả những cây không có lá nào cả mà bây giờ hiện tại vẫn còn đang lên mầm rất là đẹp như vậy. Là cô chú anh chị yên tâm cho em. Đây là những cái cây mà kiều hàng Bắc, thân rất là mập khỏe. Nên là chắc chắn một điều là đây sẽ là những cái cây mà cô chú anh chị về trồng hoàn toàn dễ dàng thuần được cô chú anh chị nhé. Đây em gọi là cái hình 22 này. Một cái phần kiều dẹt. Kiều dẹt cô chú anh chị biết rồi, phải nói là nữ hoàng của tất cả các dòng kiều luôn ạ. Hình số 22, một cái lô kiều dẹt này em xin phép được bán với giá là 130.000 cho hình 22 thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 để cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò kiều dẹt. Một cái hàng mà không phải lúc nào cũng có, rất là đẹp này. Sang hình tiếp theo là hình số 23, chỗ này là 2 dề.
xin phép em bán với giá là 150.000, hai dề khỏe mập nù nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 24, cả một lô rất nhiều như vậy ạ. Cái hình này em xin phép được bán 150.000 và hình số 25 ạ. Lô kiểu dẹt này, lô kiểu dẹt 25 này em xin phép được bán với giá là 160.000. Và hình tiếp theo là hình số 26. Kiểu này em bán với giá, lô này là 2 dề, cô chú anh chị nhé. Làm một giỏ đẹp luôn. Em bán cái hình này với giá là 160.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 27. 27, cái lô này em bán với giá 120.000 nhé. Và hình tiếp theo là hình 28 ạ, 150.000 này cô chú anh chị này. Một phần kiều rất là đẹp. Và hình tiếp theo là 29. Chỗ này em bán với giá là 140.000. Và hình số 30. Hình số 30 đây cô chú anh chị này. Hình số 30 em bán cái hình này với giá là 140.000. Và hình 31 ạ, 31 với giá sẽ là 180.000. Đó, chỗ này cô chú anh chị là một giò kiều bự luôn, 180.000 thôi. Và hình số 32, cái lô kiều này em bán 130.000. Và hình 33 đây ạ, 130.000. Và hình số 34, phần kiều dẹt này em bán với giá chỉ có 90.000 này. Hình số 35, lô kiều này em bán là 100.000. Quá là bèo, quá là rẻ luôn. Nên cho những phần kiều gọi là với loại kiều hiếm mà không phải lúc nào cũng có, 100.000 thì cô chú anh chị có một cái giò kiều dẹt luôn. Bên này sẽ là những cây hài Vân Nam cô chú anh chị nhé. Dễ thuần, dễ chăm, không hoa, không khác gì hài Vân Bắc cả. Hình 36 này em bán cặp đôi này với giá chỉ có 60.000 thôi ạ. Chứ hình hài Vân Bắc 36, hình 37 nguyên một dề luôn, 110.000. Hình 38 với giá là 80.000, 3 dề. Và hình số 39, chỗ này là 80.000 này. Và hình tiếp theo 40, 3 dề. 3 dề này em bán là 70.000 ạ. Và bên này sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng quê em ạ. Mà có lẽ những ai chơi lan chắc chắn là, những người yêu thích lan chắc chắn là không thể thiếu, không thể thiếu những cái cây dáng hương đuôi cáo trong bộ sưu tập của nhà mình. Hiện tại thì kể cả những cô chú anh chị nào mới tập chơi lan thôi, đảm bảo cô chú anh chị vẫn có thể ghép được cái dòng dáng hương đuôi cáo. Mùa ghép rất là đẹp trong năm. Hình số 41 ạ. 4 cây một phần cáo bao nhiêu cây nhỉ? 9 cây lớn nhỏ luôn nhé cô chú anh chị, 110.000 thôi ạ. Hình số 42 là một cái lô cáo mà có 3 ngọn lớn này, 3 ngọn lớn này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp luôn nhé. Ghép trụ cũng cực xinh ạ, em bán là 100.000. Và hình 43, 43. Cái lô cáo này là có 2 dề, mỗi một dề là có 3 cây này. Đó, mỗi một dề 3 cây, tổng 6 cây em bán 110.000. Và hình 44 ạ. 44 đây cô chú anh chị này. Với hình 44 này em bán với giá là 110.000. Cái hình này có tất cả là 5 cây cáo, hình 45. Hình 45 em bán với giá sẽ là 7 cây ạ, 110.000. Và hình 46, một lô cáo cực đẹp luôn cô chú anh chị. Những cái lá này hơi vàng vàng này là những cái lá mà nó ở ngoài nắng nhá. Cây này thì về trồng rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Em bán cái hình này với giá là 120.000 ạ. Là 12 cây. Hình số 47, chỗ này có 2 phần dề, 2 khóm như thế này. Đó, cái lô này em bán với giá chỉ có 90.000 thôi, rất là xinh luôn. Hình số 48, lô này có 2 4 6 7 cây ạ. 100.000 cô chú anh chị nhá. Và hình số 49 này, 14 cây với giá chỉ có 90.000 thôi. Và hình số 50 ạ. Hình 50 này có 21 cây. 21 cây em bán với giá chỉ 100.000, tức là mỗi một cây cáo này chưa đến 5.000 đồng đâu cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 51 ạ. 9 cây cáo. Hàng này xếp khá là xinh cô chú anh chị này, xếp xinh, lá ngắn. Cái lô này em bán với giá là 110.000 cho 9 cây này. Bên này thì em cũng có những cái giò lan thuần cáo thuần này. Bây giờ cô chú anh chị về trồng để nó quen với không khí, đến thời mùa hoa mới chắc chắn sẽ cho hoa rất là đẹp luôn. Hình số 52 em bán 200.000, 53, 180.000 cho chậu cáo này. Và 54 em bán 200.000. Và bên này thì em còn có dề vẩy rồng này. Dề vẩy rồng số 55, 120.000 đi ạ. Hình 56, 56 cây mùa này đang bắt đầu lên mầm chồi mới đây cô chú anh chị này. Mầm nú luôn này cô chú anh chị. Đó, hình 56 em bán với giá là 150.000 nhá. Cô chú anh chị muốn lấy những cây tổ quạ đây ạ. Một cái dòng cây mà cô chú anh chị vừa trồng làm tiểu cảnh, vừa làm cái giá thể trồng lan, vừa tạo cái bóng mát và tỏa độ ẩm trong cái không gian của vườn, thực sự rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị này, ở đây thì em có một cái cây tổ quạ rất là khổng khủng
khổng lồ như này. Phần bên dưới này cô chú anh chị có thể cắt bớt để làm cái chất dưỡng ẩm được cô chú anh chị nhá. Còn phần bên trên này này, cô chú anh chị cắt về phần làm dưỡng ẩm được. Sau đó thì phần trên này cô chú anh chị có thể làm giá thể trồng lan, hoặc là cô chú anh chị treo lên để nó mọc cây, nó tiếp tục mọc lá ra tạo bóng mát, tạo độ ẩm này. Và cái cây tổ quạ to bự chảng này xin phép em bán với giá là 50.000 cho cây này cô chú anh chị nhá. Và bên này đây thì em có những cái dụng cụ dao, dao bếp, hàng rèn thủ công của làng nghề Phúc Sen, một cái làng nghề nổi tiếng làm ra những cái con dao mà dùng cả đời không hỏng cô chú anh chị. Đây là làm hoàn toàn bằng nhíp xe ô tô và chất với chất thép rất là cứng và bền, và rèn thủ công nhá. Đây là con dao quắm này, 120.000 cho một con dao quắm, con dao chuyên chặt thái đấy ạ. Con này em bán với giá là 170.000. Con dao bên này sẽ là con dao cũng chuyên chặt thái nhưng mà đánh nhám một bên, con này em bán 180.000. Con dao chuyên chặt thái bằng thép không gỉ ạ, thép không gỉ, nặng chịu tay luôn, con này em bán với giá 200.000. Và con dao chuyên thái ạ, con dao chuyên thái đó, con này em bán là một bằng thép không gỉ nhá, con này em bán là 150.000. Và con dao chuyên lọc này, đánh nhám hai bên, chuyên thái và lọc, con này em bán là 160.000. Một cái con dao con dao tông em bán 200.000 cho cái con dao tông này. Và ở đây thì em còn có thêm cái con dao bầu nhọn. Con bầu nhọn này em bán với giá là em có hai con này là 80.000, lớn hơn một chút, con nhỏ hơn ở đây em bán là 70.000 này. Đó, thịt gà, thịt vịt làm lòng thì cực kỳ là tiện luôn. Bên này thì em còn có món làm miến xong đặc sản Khe Đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá em bán 100.000 cho một túi. Miến xong này có chú ý chị nhé, đây ạ. Đen sáng màu, không dùng chất bảo quản cũng như là không chất tẩy rửa, cực kỳ là lành luôn ạ. 100.000 cho một túi này cô chú anh chị. Sang bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg, duy xanh 50.000 và duy đỏ là 60.000 nhá. Duy xanh 50, duy đỏ 60, Atonic 12.000 cho 1 gói, Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ, 5.000 cho 1 cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho 1 lọ, xuất phân thai hormone tăng trưởng 50.000, liền da mỹ tiến 40.000, và siêu dơ dễ N3M với giá 30.000 cho 1 lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000, và thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho 1 lọ. Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho 1 gói, Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Và bên này thì em có phân dê cô chú anh chị, dùng cô chú anh chị về đặt bón này. Cái túi này em có, túi này em bán 2.000 là dài 10 cm, và túi 4.000 một túi là dài 20 cm. Và bên này thì em có phân trùng quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi phân trùng quế, 35.000 cho một túi phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ vị chuối, phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng đấy ạ. Cái sản phẩm phải nói hoàn hảo, bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, rất là hoàn hảo. Bên này thì em còn có thêm sản phẩm tinh dầu hồi, giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé. Mùi hương của nó rất là nhiều những tác dụng tuyệt vời, nhưng mà đặc biệt cái mùi hương của nó thì giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn, an thần là tuyệt vời luôn, giảm đau cực hiệu quả. Và một cái món quà thiên nhiên ban tặng, một cái món quà tuyệt vời từ thiên nhiên ban tặng, đó là cái mật ong khoái cô chú anh chị này. Mật ong khoái hàng nguyên tổ, và đây thì còn nguyên cả cái ống mật luôn cô chú anh chị. Đặc sạch vàng ươm trong vắt rất là ngon tuyệt vời như này. Hàng xịn chuẩn rừng cô chú anh chị nhé, 200.000 cho 1 kg mật ong khoái cô chú anh chị. Chắc là lô này sẽ là lô mật ong cuối cùng của năm rồi. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.